một cái sản phẩm mà mình đã mua đi mua lại rất là nhiều lần, ngăn mụn không tái phát. Tất nhiên là mình cũng có những cái khoảng thời gian như thế này, nhưng mà trộn ví 1.000 lần là đến bây giờ vẫn chưa bị lại. Và đây là cái em mà mình đang sử dụng nè. Có vẻ là sắp hết và mình phải mua em mới nữa rồi đó. Em này có dạng gel cream thấm rất là nhanh và không hề bị bí da. Dùng trong thời gian ngắn đã thấy da sáng và khỏe lên rõ rệt. Bạn nào mà vừa bị mụn xong thì có ai mà bị rạn da chắc chắn phải thử cái này, đỉnh thật sự luôn. Bà nào mà bị rạn da chắc chắn biết là cái này rất khó để giảm. Tôi tìm được cái em này tuy là của bà bầu nhưng mà dùng cực kỳ tốt luôn. Tầm 3 tháng thôi là thấy da đã đỡ gần như 80-90% rồi á. Mà tôi an tâm nhất á là trên bao bì được in rõ em này đã được các bác sĩ da liễu kiểm định. Để tăng được độ hiệu quả thì mấy bà nhớ kết hợp với tẩy da chết body nha. Mà tôi dùng trên 1 tháng á là tôi thấy da kiểu mịn màng giống như là mấy bà xài body lotion vậy á. Còn mấy bà mà muốn mờ cái vết rạn á là kiên trì trên 3 tháng giúp tôi nha. Cái này là mình dùng nó không có hết liền được đâu. Phải ô là trời, ước gì tôi biết cái món này sớm hơn. Có bà nào mà từng bị thâm mắt vì thức khuya quá nhiều như tôi không? Bình thường thức khuya không sao đâu, tới lúc mà thâm mắt á mới thấy lo nè. Mà để yên á thì nó không có hết thâm được đâu, nói chung là phải dưỡng. Tôi có cái em này dùng khá là hiệu quả cho nên là sẽ lên ngay một con review cho mấy bà nào quan tâm nha. Tôi dưỡng mỗi tối với cái em kem mắt này nè. Chất kem của em này rất là the mát luôn á, kiểu như là một ngày hoạt động mệt mỏi quá trời dùng em này lên siêu thư giãn luôn. Mọi người nhớ kết hợp thêm massage để tăng được độ hiệu quả nha. Tối nào thì tôi cũng dùng hết, trong khoảng 4 tuần sẽ cảm giác là cái vùng da đó sáng hơn và rõ nhất là cái độ săn chắc. Và thật sự á là kem mắt rất rất cần thiết, cần giống như cái việc mà mấy bà phải dùng kem chống nắng để bảo vệ da vậy á. Nên là dùng sớm nhất có thể để bảo vệ đôi mắt của mình nha mấy bà. Nói về khoản trị thâm vùng da dưới cánh tay thì có cái em này nổi đình nổi đám luôn. Và đây là em đó nha, tôi đã tậu về để review cho mấy bà đó. Hồi trước tôi hay dùng nhíp á, cho nên là nhìn nó thâm chán dễ sợ luôn. Về sau thì tôi đã chuyển qua là dùng quát rồi, vừa đỡ đau mà vừa đỡ thâm nữa. Hồi tháng 5 tôi có review cái em này cho mấy bà rồi. Tới bây giờ tôi vẫn chỉ sử dụng mỗi cái em này thôi á. Và nó có trắng lên thật nha mấy bà, trộn ví là tôi hợp với cái em này. À mà mỗi tuần á là tôi sẽ tẩy da chết từ 2-3 lần cho vùng da dưới cánh tay. Duy trì cái thói quen này á, mình sẽ cảm thấy là cái phần này nó láng mịn hơn trước rất là nhiều. Và kết hợp thêm cái em này nữa thì thâm lách có mà chạy đi xa. Bà nào mà còn đang đắn đó thì thử liền cái em này đi. Không phải tự nhiên mà tôi cứ dùng mỗi cái em này đâu. Tip để thơm tho cả ngày mà không cần nước hoa xịn. Nhìn tôi xịt quá trời như vậy chắc mấy bà cũng biết là cái gì rồi ha. Đi với cái em body mist hồi nãy á, là phải có cái em body lotion này nè. Tôi xài tới chai thứ hai là mọi người hiểu rồi đó. Mấy bé này thì đến từ nhà Malisa Kids. Điểm mà tôi thích nhất của cái em body lotion này á, là cái hương nước hoa của nó siêu lâu trên người mình luôn. Và để cho mùi hương này được giữ cả ngày á, thì mọi người nhớ xịt thêm cái body mist này nữa nha. Cái mùi hoa cỏ trái cây này nghe nó rất là dễ chịu luôn á mấy bà. Tôi hay kết hợp với việc tẩy da chết body với lại sử dụng những cái em body lotion như thế này nè. Dùng cho một khoảng thời gian thì sẽ cảm giác đầu tiên là da mịn màng hơn. Còn có trắng hay không á là mấy bà phải kiên trì rồi nha. Ê, tôi lại có một cái món này rất là hay, trắng sáng da body và giảm thâm luôn. Tính ra là tôi dùng em này rất là nhiều lần rồi và tôi cũng đã giới thiệu cho mấy bà nhưng mà mấy bà không nhớ á. Da tôi thì không có trắng và hai cái phần đầu gối á, cái màu nó cũng tối hơn nữa. Cho nên là tôi dùng cái em này 2-3 lần một tuần. Kiểu cứ kiên trì dùng á, xong rồi nó sáng lên hồi nào mà tôi không hay luôn. Và ngó qua cái bảng thành phần thì tôi đã hiểu ra lý do tại sao rồi, toàn là những cái thành phần thảo mộc thiên nhiên thôi. Tuy cái tên em này là bột tắm trắng nhưng mà không có phải cái kiểu mà tẩy da mà trắng bóc đâu mấy bà. Kiên trì đắp cái em này và kết hợp với body lotion á thì chắc chắn trong một khoảng thời gian ngắn da mấy bà sẽ trắng sáng lên liền. Bà nào mà thâm body nè, nhất là phần khuỷu tay và đầu gối á thì phải thử ngay cái em này nha. Chán cái da mặt tôi thật sự luôn á, mới chạy đến lai có vài hôm mà nó lên mụn như vậy nè. Nhưng mà tôi đã có bảo bối của tôi rồi, em này là phép màu cho làn da mụn chỉ sau 15 phút thôi đó. Lúc mà tôi biết BMBG ra cái dòng này lại đúng cái vấn đề mà mình đang gặp phải nữa chứ. Thế là tôi đã order về liền, phải nói là siêu ưng luôn. Khi mà mấy bà đắp cái em này á sẽ cảm giác là cực kỳ thư giãn luôn, thơm cái mùi dịu dịu của chàm trà kết hợp với than tre nè. Điều đặc biệt là trong em này còn có retinol nữa mấy bà, thật sự là rất hiếm một cái loại mask nào mà có retinol trong đó luôn á. Ưu điểm lớn nhất của cái dòng mask này tôi thấy á là phù hợp với tất cả các loại da luôn, từ da nhạy cảm như tôi cũng cảm thấy rất là dễ chịu. Tôi cho em này 10 điểm nha, đắp xong cái mụn khô còn lại á cảm giác rất là dễ chịu luôn. Hàng ngon nên thử nha mấy bà.